Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta đến với câu hỏi sau đây. Câu hỏi này cho chúng ta nội dung như sau này. Ở đây là trong một cái bữa tiệc thì cái độ tuổi trung bình của những cái người tham gia là 36 tuổi. Độ tuổi trung bình của nam là 45 và độ tuổi trung bình của nữ là 30. Và người ta hỏi chúng ta là cái tỷ lệ của nam và nữ ở trong bữa tiệc này là bao nhiêu tức là câu hỏi này yêu cầu chúng ta là tính cái tỷ lệ số người nam chia cho số người nữ ở trong cái buổi tiệc này là bao nhiêu Vậy thì ở đây chúng ta sẽ đi gọi gọi số người nữ ta gọi là x người và ta gọi uh, số người nam. Nam là có y người. Thì uh, đề bài cho chúng ta là cái độ tuổi trung bình của nam là 45, độ tuổi trung bình của nữ là 30. Như vậy thì từ đây em suy ra tổng số tuổi của nữ là Nữ thì có ít người Mà để bài cho ta là cái tuổi trung bình của nữ là 30 tuổi Như vậy thì tổng số tuổi của tất cả những người nữ đấy bằng 30 nhân x tuổi Tương tự như vậy tổng số tuổi của nam sẽ là 45 nhân y tuổi Và đề bài cho chúng ta là cái tuổi trung bình của cả nam và nữ là 36. Chúng ta sẽ suy ra này, tuổi trung bình của cả nam và nữ Muốn tính tuổi trung bình của cả nam và nữ, chúng ta sẽ lấy tổng số tuổi của nam cộng với tổng số tuổi của nữ như vậy ta lấy 30x này cộng 45y này. Chia cho tổng số nam và nữ tức là x cộng y. Và con số này để bài cho chúng ta là bằng 36. Rồi từ đây chúng ta phải đi tính làm sao được ra cái tỷ lệ của của nữ và nam. Tức là chúng ta phải tính làm sao cái tỷ số này x phần y sẽ là bằng bao nhiêu. Quan trọng là chỗ này. Rồi bây giờ em nhân chéo lên Chúng ta sẽ có 30x cộng 45y Bằng 36 nhân với x cộng y Bây giờ em phá ngoặc ra Rút gọn 30x cộng 45y Bằng 36x cộng 36y Bây giờ em sẽ đi em chuyển vế x ta chuyển sang một bên Y chuyển sang một bên 30X trừ đi 36X Bằng 36Y Trừ đi 45Y Em nhớ là chuyển vế ta phải đổi dấu Bên vế trái được là trừ đi 6X Còn bên vế phải là trừ đi 9Y Rồi như vậy ta bỏ dấu âm đi 6X bằng 9Y Em có thể em chia hai vế cho 3 đi Bên tay phải là 2X Bên này còn 3Y Đến đây thì chúng ta sẽ áp dụng tính chất của tỷ lệ thức Chúng ta phải viết X này Viết Y này Thì em viết theo đường chéo nhé Ở đây X nó gắn với số 2 Như vậy theo đường chéo đây là 2 Còn Y gắn với số 3 Đây là 3 Như vậy tỷ số X phần Y bằng 3 phần 2 rồi như vậy ở trong câu hỏi này chúng ta chọn đáp án là đáp án E.